Dạ. cũng có mấy chú với mấy anh mấy chị đồ á, thì anh chị là nhìn bé Ngọc anh chị khóc luôn. Dạ. Chị cũng nói chung cho bé Ngọc nó vào bệnh viện sinh sớm, Dạ. nhưng mà sau khi mà chắc mấy anh mấy chị đồ nghe thấy cái clip này bé Ngọc vậy là chắc là mấy chị nó vui, mấy Dạ. chú bác cũng vui, rất là vui. Dạ. Tình trạng bé Ngọc bữa nay là tạm ổn thôi, Dạ. ổn rất là nhiều. Hôm nay Rufus trở lại với câu chuyện của bé Ngọc bị bệnh ung thư xương. Thì như mọi người cũng biết, ở cái clip mới nhất và gần đây nhất ở trên trên trang Rufus, thì gia đình của Ngọc có nói là sau khi vô hóa trị sẽ cho Ngọc về quê ở Bình Phước. Thứ nhất là cho Ngọc để thăm lại gia đình và bạn bè. Và thứ hai nữa là ngoài cái việc hóa trị ra thì không có cần thiết để nằm ở trong bệnh viện. GoFood là dự định ở thời gian gần nhất sẽ lên trên Bình Phước thăm Ngọc và biết nhà của Ngọc. Nhưng mà hiện tại thì em vẫn còn là đang nằm ở bệnh viện ung bướu. Thì bác sĩ chuẩn đoán là Ngọc còn thiếu cái lượng bạch cầu ở trong người, nên là đang theo dõi sức khỏe của em. Rất là tội nghiệp cho em. Thì bây giờ GoFood sẽ vào trong bệnh viện ung bướu để thăm lại bé Ngọc. Trước khi lên trên phòng gặp lại bé Ngọc, thì GoFood chia sẻ với mọi người ở phòng công tác xã hội bệnh viện ung bướu thường có những cái đợt từ thiện như vậy đây, mọi người thấy không? Và đa phần là những người được nhận những cái món quà đó là những cái bệnh nhân nằm lâu năm ở trong bệnh viện có phiếu mới được nhận quà đó. Thì Cô Phút là rất là mong tất cả mọi người được nhận những cái phần quà từ các mạnh thường quân để cho cái cuộc sống của người bệnh ở trong bệnh viện ung bướu đỡ hơn, đỡ nhọc nhằn hơn. Tại vì mọi người cũng biết là phải điều trị dài hạn ở trong bệnh viện. Đây là những người bệnh và người thân của người bệnh không có phòng, phải nằm ở ngoài hành lang đây. Mời cô Trần Thị Xuân Hương, 1986 đến phòng hành chính. Hôm nay Ngọc nằm ở khu C, phòng 202, lầu 1. Đây nè, còn nằm như cái này, chỗ này hôm bữa cô Phú có gặp. Chú chào con nha Ngọc. Qua đây, dời qua đây lâu chưa? Mới lên hôm qua hả? Là ở đâu lên? Ở dưới quê hả? Con vô đủ cái này không khỏe rồi, bác sĩ cho về. Mẹ con nói là cái lượng bạch cầu gì trong người gì đó nên là con lên lại giờ mới thiếu. Giờ mới thiếu hả? Dạ, bác sĩ cho nhập viện rồi. À. Chứ thôi là còn nằm ở dưới quê nữa. Hay là tới ngày tái khám. Dạ hiểu rồi. Dạ dạ. Tính đi tái khám về thôi. Nhưng mà mời cô Nguyễn Thị đi một chút bạch cầu. Dạ. Có nghĩa là hóa trị xong rồi về quê rồi tới ngày tái khám. Thường thường tái khám một ngày rồi đi về. Nhưng mà thiếu bạch cầu phải ở lại bạch cầu. Rồi chừng nào mới được về lại chị? Giờ cũng chưa biết, bây giờ bác sĩ đang điều trị. Rồi chừng nào là vô hóa trị lại nữa? Nếu mà ổn thì bác sĩ ba tuần vô trở lại cho bé Ngọc một toa thứ hai, tại bé Ngọc vô được một toa đầu rồi. Chị có hỏi là sao thiếu bạch cầu được không? Bác sĩ nói là vô cái thuốc đó nó dặn người là không ăn được đó, mà nó thiếu đủ thứ, thiếu máu. Dạ. Luôn mà bé Ngọc vừa vô xong thiếu máu. Thiếu máu luôn mới được về. Về quê có ăn uống được không à? Ăn cũng ít. Ít. Bé Ngọc là ăn nhiều. Dạ. Cũng ít. Bữa đó là tính là truyền thuốc xong đó là bé Ngọc được về rồi, nhưng mà bé Ngọc thiếu máu ở lại hết 3 ngày nữa mới được về. Dạ. Ở đây máu. Về quê mấy ngày? Về quê được có 5 ngày. 5 ngày. Ốm. Ốm mà cũng thấy cũng ốm, nhưng mà cái mặt thì mặt trắng tươi.
À, có nghĩa là ăn được đỡ hơn ở về quê ăn được, hay là thấy cái mặt ú lên, hay là thuốc không biết nữa hả? Hả? Ăn được ha, chứ tưởng do thuốc ú là sưng nước hay gì đó mà ăn được. Về nhà thì cháu ăn cũng được, tạm tạm đỡ hơn ở trên bệnh viện. Không mà em thấy đỡ đợt này đỡ hơn hôm bữa cách đây khoảng tuần lễ. À, cái anh hôm bữa em gửi sữa cho Ngọc. Dạ. Uống nhiều vô. Bé Ngọc đang uống. Dạ. Uống sữa đó được ha Ngọc. Tính là đi tới khám là bác sĩ ổn rồi, bác sĩ cho về 3 tuần sau làm cho cháu nghỉ ngơi khỏe thông vô lên coi thứ hai. Nhưng mà bạch cầu nó tuột rồi, bây giờ bác sĩ nó phải ở lại điều trị. Là bạch cầu nó nguy hiểm hơn là máu. Dạ. Máu nó thiếu vậy đó nhưng mà nó đỡ hơn cái bạch cầu. Nhưng mà ở nhà mình không có thấy cái biểu hiện gì, chóng mặt không gì hết. Bình thường không thấy gì hết, nhưng mà lên đây bác sĩ lấy máu, bác sĩ xét nghiệm lại. Dạ. Mới biết. Chứ mình thấy cháu thì nó bình thường không có gì. Còn cái việc mà quá trị là đây là quá trị thứ mấy rồi chị? Quá trị phải học là To đầu tiên là bữa nay là được mười mấy ngày học. To đầu tiên được mười mấy ngày. Bữa chị có nhắn tin với em là bữa đó vô là sao? Bị giật thuốc hả? Giật, cháu giật lắm luôn. Giật rồi không ăn được, rồi ói không luôn. Dạ. Rồi sao rồi bắt đầu là vô thuốc. Có thuốc có học là vô 4 ngày liền. Dạ. Bác sĩ nói mà vô mà biết tình trạng cháu ổn thì cho cháu về nhà. Nhưng mà cuối cùng là cháu thiếu máu. Ở lại mất truyền máu. Dạ. Truyền máu xong rồi mới về. Truyền máu xong mới về. Về nhà chỉ được 5 ngày thôi, với cái bệnh này bác sĩ không cho về lâu. Dạ. 5 ngày lên tái khám. Về quê gặp lại anh. Anh đi làm hả? Không, tự nhiên đi. Có gặp ai ở nhiều, gặp nhiều người người ta tới thăm không? Ít hay sao? Sao bữa nay thấy tươi quá vậy? Nay có chuyện gì vui không? Kể cho chú nghe, có gì vui. Có gì vui hả? Kể chú nghe đi. Thì con đi về con đường đi về quê thì con mừng. Mới vô đây mấy ngày? Mới vô bữa thứ hai nè, bữa nay thứ ba mới được 2 ngày. Thứ hai 2 ngày. Hả? Còn gì nữa không? Gặp bạn bè là vui hả? Gặp mấy chị quê. Tại chắc họ ở nhà con suốt luôn hả? Dạ, cái bên. Kế bên luôn. Thôi con bị thì nở một chiếc số luôn. Con bà con ở dưới Cần Thơ có lên trên đây thăm hay lên Bình Phước luôn? Không, bé Ngọc chỉ còi bé Ngọc về Cần Thơ về nội. Dạ. Về quê nội cho bà nội thăm. Cho bà nội thăm. Hiện giờ mình vẫn còn nằm hai người hả chị? Hai người một giường. Đổi liên tục ha, cũng vòng vòng ở một cái khu B thôi nhưng mà chỉ đổi phòng thôi. Đổi phòng. Tại vì gì là nhập viện vô một phòng nào trống thì bác sĩ mới đưa vô được. Còn quá trị là phòng khác. Không, quá trị cũng nằm giường này luôn. Cũng vô nước vậy thôi à. Hai ba người luôn. Thôi đi giữ 203. Ở đó bé Ngọc quá trị là một giường ba người luôn. À, ở bên góc bên 208. Dạ. Cũng khu B là một luôn. Dạ. 208. Dạ cô đi qua cô. Ba hôm nay ba có đi chung không? Có. Có à? Ba ở dưới. Ba ở dưới rồi, tại tới giờ làm việc cái đầu bác sĩ gửi ra ngoài. Dạ. Không cho vô. Ba tuần nữa mới vô quá trị lại hả chị?
3 tuần nhưng mà chắc không tới 3 tuần đâu, tại là bé học vô được một to đầu là gần 15 ngày rồi đó. Thường thường là một to 21, 3 tuần là 21 ngày. Dạ. Yeah. 15 ngày rồi. Chắc bác sĩ điều trị chứng này là có thể là sắp sửa vô tuần thứ 2 luôn rồi đó. Dạ. Thẩm chị nói là một to là bao nhiêu tiền? Một to là bác sĩ á, là chị chưa học cấp rút đó thì chị chưa có biết. Nhưng mà bác sĩ nó cho biết á, là cái thai phụ của bé Ngọc á, là tự túc người nhà lo. Là ngoài danh mục không có trong bảo hiểm. Là tới chừng mà vô thuốc xong rồi bác sĩ cho xuống dưới đóng tiền mà bác thuốc của Ngọc là 37 triệu. Dạ. Yeah. Là tự túc luôn, bảo hiểm nó không chia cho mình đồng nào hết. Dạ. Yeah. Bác sĩ cũng có phỏng vấn là nó nằm ngoài danh mục là người nhà phải chịu hết. Dạ. Yeah. Còn nếu trong danh mục thì bảo hiểm nó sẽ chia trả cho mình một phần. Dạ. Yeah. Về nhà mẹ có nấu gì ăn không? Ở đây không có son nồi gì, nấu về nhà có nấu gì không? Có hả? À? Nấu món gì? Con thích ăn món gì? Nấu món đồ bổ chả. Đồ bổ hả? Mà con thích ăn nhất là món gì? Mà cái tháng này cũng mưa nhiều hả chị, ở nhà không chứ? Mưa à? Đi dưới là mưa suốt luôn. Còn cái chuyện mà làm chân á, là chị có dự định là chừng nào làm chân hay sao? Dạ. Để cho cái trước đó cho nó teo lại đàng hoàng hết trơn, chứ bây giờ bác sĩ nói là mới không làm. Chưa được ha, khoảng mấy tháng nữa. Bác sĩ nói là tại vì phải nửa năm chứ không mấy tháng đâu. Là qua Tết á. Dạ. Là đặng cho là cái chân của bé cho nó thịt da cho nó liền lại. Nó cứng cáp hết luôn. Dạ. Cứng cáp mới được. Chứ để thịt non, thịt nhỏ lớn rồi người ta không có biết cái size rồi này nọ các thứ. Ít nhất là phải qua Tết cái Ngọc mới có cái chân khác. Qua nay thì vô trong đây rồi bác sĩ chẩn đoán là thiếu bạch cầu rồi bác sĩ cho uống thuốc hay là vô chích hả? Chích ngay dai hả? Rồi con thấy sức khỏe khi mà đỡ không? Hay sao? Thì cũng bình thường hả? Thiếu bạch cầu mà không có chóng mặt, không có gì hết. Bình thường. Chắc thiếu mà thiếu theo cái dạng mà phải theo cái bệnh của nó thôi. Chứ không phải là mình nói thiếu là thiếu cũng như chóng mặt này nọ. Em với mọi người thì tưởng là không có được về rồi nằm ở trong bệnh viện, tại bữa chị nói bữa chị nói là vô quá trị rồi tưởng bạch cầu yếu hay gì đó nên là về quê rồi mà trở lại, nhưng mà hiện tại bạch cầu đang yếu. Hôm nay thì em có một chút quà của Mạnh Thường Quân gửi tiếp tục đến cho Ngọc, hỗ trợ đến cho gia đình mình, thì em xin đọc tên và cái số tiền nghe chị. Thì trước tiên thì em xin đọc cái số điện thoại của chị Phượng là mẹ của bé Ngọc đang chăm sóc cho Ngọc. Đó là 0965 39 4424. Hiện tại Ngọc đang nằm ở phòng 204 lầu 1 khu B ở bệnh viện Ung Bú. Em xin đọc tên và số tiền. Thứ nhất là của anh Quốc Minh Trần ở Úc là 100 đô la Úc là 1.6 triệu. Thứ hai là của cô Hồng ở An Giang là 500.000. Thứ ba là của Mai Sinh ở Úc và Trần Thị Chính ở Bà Điểm Hóc Môn là 2 triệu. Thứ tư là cô Nguyễn Mỹ Oanh ở quận 9 1 triệu. Thứ năm là anh Nguyễn Văn Dũng ở Úc 500.000, 500 đô la Úc là 8 triệu. Tổng cộng cái số tiền là 13 triệu 100 ngàn. Và sẵn đây thì GoFood xin chia sẻ một chút xíu, thì có chị Phương Phạm và chị Yến Ngô Tú Kiều ở Mỹ. Chị Phương Phạm là ở Mỹ, thì nếu mà có xem clip này thì liên hệ với GoFood để trao đổi về cái vấn đề về tiền bạc, tại GoFood không có liên lạc được với hai người này. Thì cái số liên lạc của GoFood đó là 0988 601 669. Đây thì đây 13 triệu 100 ngàn thì em xin gửi cho chị Phượng để chị tiếp tục mà điều trị cho Ngọc. Xin cảm ơn các
Lâm đã cho biết là nó ủng hộ cho bé Ngọc cái tiền tiếp theo bé Ngọc vô tòa thứ hai, thì xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Và nãy chị có nói là về cái việc hôm bữa học Ngọc ho ra máu á. Bé Ngọc ho ra máu và bác sĩ điều trị sáng nay á, bác sĩ sáng lại bác sĩ nói là bé Ngọc cái phổi rất là ổn, thì em rất là mừng dữ lắm. Là ho ra máu đó là điều trị được rồi hả? Dạ. Là dứt luôn rồi hả chị? Dứt điểm luôn hả? Không, bác sĩ nói là chỉ ổn, tạm ổn vậy thôi. Dạ. Chứ cái dứt thì bác sĩ cũng chưa cho mình biết. Bác sĩ nói là em tạm ổn vậy là mừng rồi. Dạ. Có còn cái chuyện mà ăn uống bây giờ là cũng ăn cơm bé Ngọc thì nó ăn cơm chị mua thôi, còn chị dám thì đi xin cơm từ thiện ăn. Cơm từ thiện hả? Hồi nãy em đi ngoài em thấy ngay chỗ cổng có cơm á. Có cơm. Chỗ gia đình đang đứng sắp hàng đó là cho. Dạ. Người em Nguyễn Xuân Quang, cô Trần Thị Hoa. Chỉ lo cho bé Ngọc ăn thôi. Dạ. Mời Hồ Quang Hải 1953. Rồi bác, bác thằng Phật rồi. Dạ bác thằng Phật rồi. Bác học nó khỏe rồi chị. Mời cô Phạm Thị Kim Tiên. Mời cô Trương Kiều Ngân. Thời gian qua thì chắc nhiều người ta gọi điện tới em hỏi là thời gian qua là nhiều người ta gọi điện tới hỏi thăm Ngọc nhiều lắm hả chị? Cũng có lai ra. Có lai ra. Thì cái chuyện mà người ta quan tâm rồi người ta hỏi về chỉ cho mấy cái thuốc đó thì giờ còn ai gọi nữa không? Cũng có nhiều người gọi lắm nhưng mà chị nghĩ là bây giờ thì điều trị cho bé Ngọc là cái phương pháp là bác sĩ. Dạ. Người ta chỉ mình đó thì mình cũng rất là mang ơn thôi, chứ bây giờ thì đã bé Ngọc nó điều trị bác sĩ rồi, những cái thuốc đó thì bây giờ chẳng qua là như lúc mà phải chưa bé Ngọc nó chưa có điều trị ở bệnh viện á. Dạ. Thì mình tiếp tục ở đường bé Ngọc nó đã điều trị ở bệnh viện rồi. Dạ. Rồi nhà bà Thị Chung 1961. Nhưng mà được điều trị một cái bệnh viện nào tốt hơn chị? Dạ. Nếu bệnh viện được điều trị một cái bệnh viện tốt hơn, chị có suy nghĩ lại không? Suy nghĩ gì bây giờ, bác sĩ đã nói là bây giờ cái bệnh lâu nào mà mang cái tiếng bệnh này lại lên tới đây á, là cái bệnh viện này là bệnh viện cuối cùng, mà còn bệnh viện nào ở đâu mà để mình đi với đâu. Dạ. Đó. Ta nói ở ngoài Hà Nội ngoài, Hà Nội đã có bệnh viện Bạch Mai rất là lớn. Dạ. Nhưng mà người ta cũng dẫn vô trong này. Dạ. Như người ngoài Hà Nội anh ta cũng dẫn vô trong này. Từ hồi chú gặp con tới giờ là cũng như ta cũng gần 2 tháng hả chị? Chắc cũng 2 tháng không? 2 tháng mấy đó. Thì như chú với lại mọi người là hôm nay là thấy con là sức khỏe rồi, là ok, với lại thấy nó tươi cười rồi đó. Nó là chắc là mọi người hôm nay là mọi người xem chắc mọi người rất là mừng nè. Mặc dù là sắp tới là cũng vô quá trị là cũng đau đớn này nọ, nhưng mà thấy trước mắt thấy cũng mừng cho con. Ăn uống được này nọ. Mấy cái clip mà tôi mua mấy clip trước ha. Dạ. Cũng có mấy chú với mấy anh mấy chị đồ á, thì anh chị là nhìn bé Ngọc à, mấy chị khóc luôn. Dạ. Mời cô Nguyễn Thị Phương 1970. Dạ. Nhưng mà sau khi mà nhắc mấy anh mấy chị đồ nghe thấy cái clip này bé Ngọc vậy là chắc chắn mấy chị đó vui. Dạ. Chú bác cũng vui, rất là dạ. Vui. Tình trạng bé Ngọc bữa nay là tạm ổn thôi. Dạ. Ổn rất là nhiều. Còn
bữa chị nói là tóc là rụng tóc từ từ. Tóc Ngọc đang rụng rồi. Đang rụng ha. Dạ, đang rụng rồi. Nếu mà bé Ngọc vô to thứ hai nữa là đi hết luôn, chọc luôn. Dạ. Bây giờ là hiện tại là bé Ngọc nó vuốt xuống cái là quắn vô là cục và ngón tay. Vậy là hạn chế gọi đầu rồi, gọi đầu nhiều là... Không có gọi. Bé Ngọc nếu mà gọi vô là kiểu mà gọi là chỉ chế dò. Đi lẹ nữa. Không vào. Dạ, không vào. Không dám vào. Nó rụng, rụng lẹ. Dạ, vô to thứ hai là... Bây giờ chú xin nhà bé Ngọc đau các bạn tóc thì chứ chú xin lên làm sao là bé Ngọc coi thứ hai là coi đó xong dạ. Đó thì hôm nay cũng nói chung là biết được tin tức của Ngọc cũng như là 3 tuần nữa là vô quá trị lần thứ hai to hai. Còn cái bệnh thiếu bạch cầu thì chắc 1-2 ngày nữa thì bác sĩ xử lý xong cái việc đó. Cũng không có gì là nghiêm trọng. À, đặc biệt là Ngọc hôm nay là rất là tươi, gọi là rất là tươi. À, con có cái lời nào cảm ơn tới cô bác, cô chú đồ đã thời gian qua nó quan tâm tới con không? Cho con có tiền gì đó. Dạ. Ngại. Thôi em dạ, trời cũng chuyển mưa rồi ha chị Phương. Thôi em xin phép chị với lại cô bác ở đây với Ngọc rồi em về ha. Khi nào có tin gì của Ngọc thì điện thoại cho em hay chị. Cảm ơn, xin cắt nhiều dạ. Dạ. Thôi chú về nghe Ngọc. Thời gian qua thì chị cũng nhờ giúp đỡ cho chị. Dạ, không có gì đâu chị.